Tết này phải làm món mứt gừng ngon thiệt là ngon cho mẹ ăn mới được. Cái gì tốt nhất con ơi? Mẹ ăn thử mứt gừng con làm nha. Gần gì mà bận hù lâu vậy trời? Gần gì mà ngọt ngay vậy, không có cay được con. Lần này mình nhất định phải làm ngon hơn nữa. Mẹ thích ăn cay mà.